Chào các bạn nhé, lại là Dương Ẩn đây. Đối với loại này, bạn hãy dùng các nguyên tố phản ứng với nguyên tố thủy để phá vỡ nhé. お宝だ。 本日は運がいいようです。 正真正銘のお宝だ。
恵みであるな。 Có một vị trí ở đây, bạn vui lòng xem các video tổng hợp dương hiếm, hoặc là bạn đã lấy rồi.暇でもいいけど、一緒に食材を探しに行こうよ。
Video đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem. Mặc dù có rất nhiều thiếu sót nhưng mong các bạn hãy bỏ qua nhé. Bye bye các bạn.